một cái giai đoạn đầu của bệnh thì là tại gia đình mình có thể trường ấm, mình có thể dùng khăn hoặc gạc sạch, mình thấm vào nước muối sinh lý để ấm, natriuric 9/1000 để ấm và mình đắp lên mắt khoảng 5 đến 10 phút. Cái khi mà cái gạc nó nguội đi thì mình lại nhúng lại vào cái nước ấm. Với cái độ ấm vừa phải thôi, mình không được để trong lò vi sóng hay gì, vì nếu như để lò vi sóng thì nó sẽ nóng quá, mình sẽ gây bỏng mắt. Và mình có thể đến cơ sở y tế thì mình khám và bác sĩ sẽ cho đơn thuốc. Mình có thể phải trong cái trường hợp nhẹ thì có thể nhỏ thuốc tại nhà và thuốc kháng sinh kết hợp với các theo chỉ dẫn của bác sĩ. Và trong cái trường hợp lẹo và sau tụ cầu xảy ra đa chất